Xin chào tất cả các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Bây giờ mình đang ở trên rừng đi bẫy gà rừng các bạn ạ. Đây các bạn xem. Ở khu mình đang ở này thì nhiều vết gà rừng bới lắm. Nên mình sẽ thả bẫy vào khu này này. Hôm nay mình mang theo nhiều bẫy lắm, mình sẽ thả rất nhiều vào khu này luôn. Khu này là giáp nương sắn với người ta nhé. Đây là đang ở đầu nương sắn cũ người ta nên gà nó hay ra kiếm ăn các bạn ạ. Đây các bạn xem. Nhiều vết kiếm ăn gà rừng lắm. Bẫy mình mang về hôm nay là bẫy dây nhé, mà mình cái bẫy mình hay thường xuyên đi thả ấy, mình sẽ bẫy theo hàng các bạn nhé. Đấy, chỗ nào cũng toàn vết kiếm ăn của gà thôi. Đây mình sẽ bắt đầu thả từ chỗ này đi này các bạn này. Cái bẫy đầu tiên mình thả dưới này này. Đây cái bẫy dây mình hay thường xuyên đi thả là cái bẫy như thế này thôi mà các bạn. Đấy, mọi khi mình thả cái bẫy này cũng hiệu quả lắm các bạn nhé. Đấy, hôm nay mình sẽ thả mấy chục cái ở cái đồi này luôn. Đồi nó rất nhiều gà rừng này. Mình thả xong hai cái bẫy rồi. Đấy, lên phía trên thì mình thả tiếp nhé các bạn nhé. Đây. Khu này mình vẫn thả này. Cái chỗ nào mà có đường đi là mình sẽ thả bẫy vào hết. Đã thả xong. Được mấy cái bẫy rồi đấy các bạn ạ. Đấy, mình khu trên này mình cũng thả rồi. Như vậy ở chỗ này là mình thả chặn được mấy chiếc à? Mình tiếp tục xuống phía dưới mình thả tiếp các bạn. Thì ở khu này thì cái chỗ rừng này thì cũng một khoảng cách rất là hẹp thôi. Sang sườn đồi bên kia là suối rồi nên gà nó ít ra. Đấy, nó chủ yếu nó tập trung vào đầu nương sắn cũ là của người ta này thôi. Đấy, nên bẫy mình thả vào khu này hết. Bây giờ mình xuống phía dưới thì mình thả bẫy tiếp với các bạn ạ. Gần giáp nương sắn ở bên dưới này. Đấy, khi mình xuống dưới này thì mình phát hiện ra ổ gà rừng nhé các bạn nhé. Đấy. Ổ gà rừng này là mình vừa nãy mình sờ xem nó vẫn còn ấm. Chắc là mẹ nó phát hiện ra mình, mẹ nó vừa mới chạy đi thôi. Đấy, các bạn coi. Đấy, ổ này có 11 quả các bạn nhé. Nhưng mà ổ gà rừng này mình sẽ không lấy đâu, mình để mẹ nó ấp nở nuôi con thôi. Đấy, mình mang đi thì mình cũng không nuôi được. Mình không nuôi được gà rừng con, nuôi mình hay làm chết, mình cũng nuôi một hai lần không thành công các bạn ạ. Để mẹ nó ấp thôi. Đây mình xuống giáp nương sắn ở bên dưới này thì bắt gặp một đàn gà rừng nhỏ mới nở thôi các bạn ạ. Đây mình bắt được một con. Đây mình thả để cho mẹ nó thì mẹ nó hung dữ lắm. Mình đứng cách đây vài mét thôi mà mẹ nó cứ phi về rất bảo vệ con nó ác lắm các bạn ạ. Đấy, quá sợ luôn. Đấy, rất là hung dữ. Nhưng mà mình không bắt lấy đâu nhé. Đàn này thì cũng chỉ có tầm khoảng 5-6 con thôi. Nó mới nở thôi mà. Chạy chưa nhanh lắm nên mình bắt đến một con. Hình như mình cũng làm bị thương con nó rồi. Mình thả lại cho mẹ nó đây này. Đấy. Con mình vừa thả nó chạy rất là chậm. Chắc nó mệt rồi, vừa nãy mình bắt nó mệt. Đấy, mình thả cho mẹ nó hết rồi. Gà rừng mà nó xuống cứu con nó mà nó không hề sợ mình tí nào nhé.
Đấy, mình thả được bẫy ở đoạn trên rồi, bây giờ gặp cả ổ trứng gà rừng với đàn con nhỏ như thế thì mình không thả bẫy nữa đâu các bạn ạ. Mình quay lại thu bẫy của mình thôi. Để một thời gian nữa thì mình mới quay lại thả các bạn ạ. Mình sẽ thu hết cái bẫy này. Nếu mình để bẫy ở đây thì chắc chắn nó sẽ trúng con gà mẹ này ngay. Đấy là ảnh hưởng đến con của nó với cái con gà đang ấp ấy. Thôi mình thu bẫy thôi các bạn ạ. Bây giờ mình đã đi xuống khu dưới chân đồi này rồi. Đấy, đến chỗ nương săn cũ này này. Đấy, khu này là rừng non, thế này là gà thích về đẻ trứng lắm nhé các bạn nhé. Đấy, nếu mà mình vào tìm trong này có khi vẫn bắt gặp một hai ổ đấy. Đấy, vì khu này thấy gà ra kiếm ăn nhiều lắm. Đấy, gà rừng là nó rất là thích ăn những cái gốc săn cũ mà người ta đã thu hoạch rồi, nó hay về mổ ăn lắm. Để những gốc sắn như thế này này, chỗ gốc người ta mới nhổ lên ấy, nó ăn gốc sắn thừa ấy. À, buổi đi thả bẫy hôm nay thì mình xin tạm dừng video ở đây. Để các bạn xem video thì đừng quên ấn đăng ký để được cập nhật video mới nhất của mình nhé. Chào các bạn.